Thưa quý vị và các bạn, Sở Xây dựng thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước Hà Nội nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng bể chứa nước ngầm trước chợ Hàng Da để giải quyết úng ngập tại khu vực ngã năm Đường Thành, Bát Đàn, Nhà Hỏa, Phùng Hưng. Đồng thời nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý úng ngập cho khu vực ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt. Theo đó, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm tiếp tục nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng bể điều tiết ngầm nhằm giải quyết ngập úng trên địa bàn bằng nguồn vốn đầu tư công của quận hoặc các nguồn vốn huy động khác, báo cáo về Sở Xây dựng trong quý 3 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để giải quyết tình trạng ngập úng khu vực nội thành và một số khu vực cố hữu khi mưa lớn. Sở Xây dựng đề xuất phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các đơn vị thoát nước, Công ty Thủy lợi nghiên cứu đề xuất báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố nghiên cứu đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài. Trước mắt, Sở Xây dựng kiến nghị Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm nghiên cứu triển khai phương án xây dựng bể ngầm điều tiết chứa nước mưa khu vực ngã năm Bát Đàn, Đường Thành như đã làm tương tự bể điều tiết ngầm Phú Nguyễn Khuyến, quận Đống Đa.